Việt Nam sẵn sàng tham gia các dự án chia sẻ học hỏi kinh nghiệm để góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là thông điệp được người đứng đầu chính phủ đưa ra trong phiên khai mạc Hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng. Tính đến thời điểm này, mưa lũ tại Hà Giang và Lai Châu đã khiến 21 người chết, 9 người mất tích và 1 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 422 tỷ đồng. 17 bang của nước Mỹ khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì cho rằng chính sách với người nhập cư là tàn nhẫn và bất hợp pháp. Sau loạt trận gây thất vọng cho người hâm mộ, đêm qua Argentina đã lội ngược dòng ngoạn mục khi vượt qua Nigeria để bước vào vòng 1/8. Chào quý vị và các bạn, vừa rồi là phần điểm qua những nội dung sẽ có trong bản tin trưa nay ngày 27 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sáng nay, phiên khai mạc Hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam sẵn sàng tham gia các dự án toàn cầu về liên vùng, lĩnh vực nhằm chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm để góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu những hậu quả từ thực trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nếu không có biện pháp cụ thể, thì mọi người dân phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thách thức to lớn đó chính là cơ hội nhân loại nhìn nhận đánh giá con đường và mô hình phát triển, từ đó tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động để môi trường sống tự nhiên trường tồn, những giá trị tốt đẹp được gìn giữ. Hội nghị GEF6 là cơ hội để các quốc gia cùng đoàn kết, thực hiện ước vọng của thế hệ người dân, không phân biệt màu da, dân tộc, về một hành tinh có sức sống và chống chịu với những biến đổi khôn lường của tự nhiên. Trong 3 thập kỷ qua, Quỹ Môi trường Toàn cầu đã góp phần quan trọng giải quyết thách thức to lớn về môi trường, biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã nhận được hỗ trợ của Quỹ để ứng phó với thực trạng này. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề có liên quan đến việc nhận diện cụ thể thách thức chính về môi trường với nhân loại hiện nay, đánh giá hiệu quả cơ chế hỗ trợ hợp tác đặc biệt trong các khâu, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ của các quốc gia thành viên, nhất là các quốc gia đang đối mặt với sự suy thoái ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa, trong đó có rác thải nhựa đại dương. Rõ ràng biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và hệ quả đó chính là mưa lũ đã xuất hiện một cách bất thường tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày vừa qua và để lại những thiệt hại nặng nề. Và theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang thì tính đến sáng nay mưa lũ đã khiến 21 người chết, 9 người bị mất tích và 11 người bị thương. Trong đó tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nề với số người chết là 16 do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sập nhà, 9 người mất tích và 11 người bị thương. Hà Giang 5 người chết do nhà sập. Mưa lũ cũng đã khiến hơn 120 ngôi nhà tại hai địa phương này bị đổ và cuốn trôi, gần 600 ngôi nhà khác bị hư hỏng, 1.500 căn nhà bị ngập nước. Ngoài ra, gần 720 hecta lúa bị ngập úng, gần 500 hecta hoa màu bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính lên đến con số khoảng 422 tỷ đồng. Đêm qua, tại km 46+700 quốc lộ 12 đoạn đi qua xã Ba Tầng, huyện Sìn Hồ, đội thi công thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Đường bộ 1 Lai Châu đang tiến hành san ủi đất sạt lở để thông tuyến quốc lộ 12, thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương rơi xuống đẩy hai máy xúc cùng hai công nhân của công ty đang thi công xuống khu vực sâu 100m. Và may mắn một công nhân đã nhanh chóng thoát ra và chỉ bị thương nhẹ. Người còn lại là anh Phạm Văn Sáng đã không kịp thoát ra. Và ngay sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng huy động xe cứu hộ, phối hợp cùng đơn vị đồn biên phòng Ba Tầng, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, đội cảnh sát giao thông Sìn Hồ tổ chức cứu hộ. Anh Phạm Văn Sáng do bị rơi xuống vực sâu hơn 100m nên bị thương nặng. Và sau hơn 2 giờ tìm kiếm cứu hộ thì anh đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Cũng tại huyện Sìn Hồ thì trong đêm qua đã có thêm 25 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và may mắn là không có thiệt hại về người xảy ra. Và tính đến sáng ngày hôm nay, Lai Châu vẫn còn 9 nạn nhân bị mất tích do mưa lũ. Hiện thì các lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu vẫn đang nỗ lực khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân này trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng phức tạp và khó khăn. Hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra tại bản Nậm Há 1, vùi lấp 5 người trong một gia đình. Bà Lò Thị Đấng, 36 tuổi. Lò Văn Dũng 14 tuổi, Lò Văn Phin 48 tuổi, Lò Văn Kiếm 14 tuổi và Lò Thị Tâm 12 tuổi.
do khối lượng đất đá sạt xuống là quá lớn, cộng thêm việc không thể đưa máy móc vào công tác tìm kiếm mà chỉ có thể dùng các phương tiện thô sơ và sức người. Đến nay, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân. Quay lại con với mặt lại một phát là thấy nghe tiếng to, tiếng nổ rất là to. Đấy, xong rồi sau quang ngoảnh mặt lại một phát là cả ba lán nó không trong tích tắc nó không thể thấy rồi. Đấy, chỉ như vậy. Đấy, xong nhìn thấy là ông có điện xong báo về xong mọi người với tất cả tập trung về tại hiện trường này thì và nói chung là qua có sự hiện tượng đang mưa to và là với phạm vi rộng như này nên tìm kiếm khó. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện Sìn Hồ đã thành lập đoàn công tác xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ để tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, với điều kiện địa hình nơi xảy ra thiên tai nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông bị chia cắt nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm. Có những nơi phải đi bộ gần một ngày đường, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được nơi xảy ra thiên tai. Là cái phản ứng của chính quyền địa phương và của các lực lượng của địa phương ở đây rất là nhanh chóng kịp thời, nhưng phải nói là chúng ta thấy cái phạm vi sạt lở nó quá là rộng, với cái khối lượng kinh phí rất là lớn thì có lẽ là chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức thì mới có thể đi tìm kiếm được người mất tích hiện nay. Và tình hình mưa lũ hiện nay đang diễn ra còn rất là phức tạp, với cái điều kiện cái địa chất thổ nhưỡng ở đây nó bở rời, vì vậy nên là vẫn còn có nguy cơ xảy ra cái sạt lở đất lũ quét rất là cao. Chính vì vậy tôi khuyến cáo bà con cũng như là yêu cầu các cấp chính quyền là phải thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, nhất là đối với đợt mưa lũ đợt này. Hiện nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút nhằm khắc phục các sự cố trong thời gian sớm nhất để nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Trong khi đó, tại tỉnh Hà Giang ngày hôm nay đã bước sang ngày thứ tư sau đợt mưa kéo dài. Sáng nay trên địa bàn tỉnh đã không còn mưa, mực nước trên các sông cũng đã giảm và đây cũng là thời tiết thuận lợi để các lực lượng chức năng cùng với người dân tập trung khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ. Trong sáng nay, chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ trên địa bàn, mực nước trên các con sông không còn cao như những ngày qua. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã cử nhiều đoàn công tác về các địa phương phối hợp với các phòng ban chức năng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang hỗ trợ bà con nhân dân chuyển đến nơi an toàn. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai phương châm 4 tại chỗ để giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại như thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, di dời người và tài sản, ổn định cuộc sống. Các địa phương đã trích tiền từ ngân sách hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong 6 triệu đồng trên một gia đình, hỗ trợ cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn 20 triệu đồng trên một gia đình, 15 kg gạo trên một người, chăn màn và một số vật dụng cần thiết khác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì không còn mưa nữa, nắng đã bắt đầu hửng lên. Và như hình ảnh quý vị được thấy thì trên các con sông, nước đã bắt đầu rút dần xuống. Đây có lẽ là một điều kiện thuận lợi để cho các cơ quan, ban ngành, chức năng của tỉnh Hà Giang sớm khắc phục được hậu quả sau lũ. Tuy nhiên, dù có khắc phục một cách tích cực đi chăng nữa thì để tái thiết lại hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, hàng chục tuyến đường bị sạt lở và bị hư hỏng sau cơn lũ, sau những thiên tai như trận bão lũ vừa qua thì có lẽ cần phải rất nhiều công sức và tiền bạc. Do thời tiết liên tục mưa nên những ngày qua, mặc dù tập trung khá đông lực lượng nhưng nhiều điểm sạt lở giao thông vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hàng chục điểm sạt ta luy dương vẫn đang là thách thức khiến giao thông ách tắc. Dự kiến trong ngày hôm nay, khi thời tiết thuận lợi, các điểm sạt lở sẽ cơ bản được giải quyết, khai thông toàn bộ các tuyến đường vào thôn bản. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến giáo dục. Sáng nay ngày 27 tháng 6, gần 450.000 thí sinh bước vào buổi thi Trung học Phổ thông Quốc gia cuối cùng với bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thành phần là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đây là năm thứ hai môn giáo dục công dân xuất hiện trong một kỳ thi quan trọng, vừa để tốt nghiệp Trung học Phổ thông, vừa làm căn cứ để xét tuyển vào đại học. Kết thúc bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội, nhiều thí sinh đánh giá bài thi năm nay đề khó hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có thể làm được. Tại điểm thi trường Trung học Trần Phú Hà Nội, điểm thi này có 377 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội. 10 giờ 25 hết giờ làm bài, nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay dài và khó hơn mọi năm. Mỗi môn gồm 40 câu trắc nghiệm, 24 mã đề.
thời gian chuẩn bị giữa các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút. Đề thi môn địa lý nhiều câu hỏi mở, nhiều câu về khoáng sản và tiềm năng kinh tế trên Biển Đông. Đề thi môn lịch sử chủ yếu rơi vào phần kiến thức lớp 12. Đề thi giáo dục công dân dễ đạt điểm cao. Khó, nó khá là khó vì trộn khá là nhiều lớp 11, còn công dân với cả địa thì em thấy khá là dễ dàng. Em nghĩ là sử thì em làm được tầm 70%, còn địa với cả giáo dục công dân thì khoảng 60%. Em thấy bài thi tổ hợp ngày hôm nay khá là vừa sức ạ. Đề công dân em thấy tương đối dễ, còn đề sử thì hơi khó. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội chiếm gần 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó, có 4% thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoảng 11% thí sinh chỉ dự thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc xét tuyển sinh với thí sinh tự do. Kết thúc buổi thi các môn khoa học xã hội trong buổi sáng ngày 27 tháng 6 hôm nay, thì nhiều thí sinh tại cụm thi Đà Nẵng cũng đánh giá đề thi khá dài sát với chương trình ôn tập, nhưng có nhiều câu hỏi so sánh cần sự phân tích của các em. Theo các thí sinh tại Đà Nẵng thì đề thi các môn khoa học xã hội, thí sinh đều làm bài được, tuy nhiên để có điểm cao thì phải có kiến thức bao quát cả chương trình lớp 11 và 12. Trong buổi thi sáng nay, 25 hội đồng thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có thí sinh và các cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Kỷ luật trong và ngoài phòng thi được đảm bảo, không có các sự cố về đề thi. Kết thúc 3 ngày thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại cụm thi Đà Nẵng, mọi công tác tổ chức đều được diễn ra đảm bảo an và không có bất kỳ một sự cố nào. Số lượng thí sinh vắng chủ yếu là thí sinh tự do và đã được dự báo trước. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngày thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 cũng đã kết thúc một cách suôn sẻ. Các thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội và kết thúc bài làm với một tâm trạng thoải mái và phấn khởi bởi đề thi được đánh giá là khá sát với chương trình học và sự ôn luyện của các em. Các thí sinh đánh giá đề thi tổ hợp các môn khoa học xã hội sáng nay vừa sức với học sinh, địa lý và giáo dục công dân đề dễ, thí sinh dễ làm, đạt điểm khá giỏi. Còn đối với môn lịch sử, tuy phần lớn nằm trong chương trình lớp 12, nhưng một số câu có độ phân hóa cao, lượng kiến thức rộng và bao quát khiến nhiều thí sinh gặp khó. Và sáng nay, ngày thi cuối cùng, cả nước có gần 450.000 thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục, công dân. Và năm nay thì cũng cần phải nói thêm là số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội cao, chiếm đến gần 50% số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Thưa quý vị và các bạn, do những vướng mắc của pháp luật nên việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hiện còn gặp rất nhiều những khó khăn và bất cập. Nhận định này được đưa ra tại hội thảo đánh giá pháp luật và công tác thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy được diễn ra trong sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ năm 2014 đến năm 2017, gần 50.000 người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến nay, có hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc với hơn 2.600 người. Tuy nhiên, nhiều quy định về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như hồ sơ đề nghị phải có giấy xác nhận tình trạng nghiện, quyết định của tòa án, chưa có tiền lệ nên các cơ quan còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn rườm rà, nhiều giấy tờ không cần thiết. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp như xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người nghiện từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người chưa thành niên. Một vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra vào cuối giờ chiều ngày hôm qua tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình trồng cột cáp viễn thông thì 6 người dân đã bị điện lưới giật khiến cho 4 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều nay ngày 26 tháng 6, một nhóm người thi công dựng cột cho đường dây của Viettel đi qua xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, khi nhóm công nhân đang dựng cột bê tông viễn thông thì cột va vào đường dây điện 35 kV cung cấp điện cho nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Masan Nutrifarm thuộc Masan Group. Việc va chạm làm đứt đường dây 35 kV khiến 4 người tử vong và 2 người khác bị thương. Được biết, tất cả nạn nhân đều là người ở xã Hạ Sơn. Phía công ty điện lực tỉnh Nghệ An cho biết, phía viễn thông dựng cột không thông báo cho ngành điện lực và đường điện này thuộc Masan Group. Ngay trong chiều tối qua, thi thể 4 nạn nhân xấu số đã được làm thủ tục và đưa về nhà để an táng. Hiện công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm điều tra vụ việc.
Cũng trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại tuyến đường tránh thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, khiến cho hai người tử vong và nhiều người phải đưa đi nhập viện cấp cứu do bị thương. Và theo đó thì khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay, vào ngày 27 tháng 6, xe khách mang biển kiểm soát 36B00567 chạy theo hướng Bắc Nam khi di chuyển qua tuyến đường tránh thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An thì đã bất ngờ mất lái và lao xuống ruộng. Vụ tai nạn đã khiến cho hai người tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa 115. Nhận được tin báo thì lực lượng công an đã có mặt kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Và hiện tại thì chiếc xe gây tai nạn đã được lực lượng cứu hộ di chuyển ra khỏi hiện trường. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 vừa qua thì đoàn công tác của các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với bệnh viện Đa khoa thực hiện khám sàng lọc cho các bệnh nhân mắc các bệnh về cơ xương khớp tại tỉnh Khánh Hòa và phát hiện chỉ định mổ đối với một trường hợp bị bệnh lõm ngực bẩm sinh. Bệnh lõm ngực nghe thì có vẻ khá là lạ, nhưng mà theo các chuyên gia y tế, trong thời gian gần đây căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng và gây nguy hiểm cho trẻ em. Vậy thì nguyên nhân và những cách can thiệp đối với căn bệnh này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Bé trai 7 tuổi của gia đình chị Đào Thị Luyện, người dân xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa mắc bệnh lõm ngực bẩm sinh. Được các bác sĩ tư vấn, gia đình cháu quyết định phẫu thuật để nâng khung lồng ngực, bởi nếu không được phẫu thuật kịp thời, vết lõm càng ngày sẽ càng sâu hơn, gây chèn ép tim, phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Trước khi sinh nó ra thì mình chưa có nghe bao giờ hết á, nhưng mà sinh nó ra thì mình thấy cái ủa sao con mình nó bị nó hơi lõm lõm vậy, mà nói nhầm vậy á, xong rồi sau đó là cũng nói chung là thời cái internet nó phát triển á thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, rồi sau đó là dẫn bé đi khám rồi cũng mới được biết về những cái vấn đề này. Đến nay chưa có một nguyên nhân cụ thể về căn bệnh này, tuy nhiên có khoảng 35% là yếu tố di truyền. Bé trai có nguy cơ mắc bệnh lõm ngực cao hơn bé gái. Nếu không được can thiệp y tế kịp thời, bệnh lõm ngực sẽ gây biến dạng xương, căng cơ hoặc chèn ép các cơ quan nội tạng. Nguy hiểm hơn, bệnh này có thể đẩy tim ra khỏi vị trí có thể lệch trái, lệch phải. Dị tật này còn khiến diện tích lồng ngực giảm, khiến phổi không giãn ra được, gây ảnh hưởng đến hô hấp. Về sau lâu dài, khi lớn lên, cái công việc của người lớn thì càng nhiều khi làm nặng, cái sức chịu đựng người ta sẽ kém đi. Nếu mà chèn ép nhiều về tim, về phổi, cái ngực lõm sâu quá thì cái tuổi thọ nó sẽ có bị kém. Nhờ cái khoa học hiện đại, máy móc gây mê tốt, các dụng cụ trợ cụ tốt du nhập vào trong Việt Nam thì người ta mới phát triển cái nâng cái lồng ngực lên. Thì cái thanh nâng ngực đó nó phải xuyên qua lồng ngực. Nếu như khoảng 10 năm trước đây, số lượng trẻ mắc bệnh lõm ngực chỉ khoảng vài chục bệnh nhân, thì theo thống kê năm 2017, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 150 trẻ mắc bệnh lõm ngực. Tại Khánh Hòa, mỗi năm cũng ghi nhận khoảng 5 trường hợp. Dù bệnh đang có xu hướng gia tăng, nhưng nhiều phụ huynh vì quá bận rộn với công việc nên không thường xuyên để ý đến những vấn đề sức khỏe của con cái. Đây là vấn đề cần lưu ý để chủ động can thiệp sớm cho trẻ, tránh những hậu quả đáng tiếc. Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, dự luật Brexit vốn gây nhiều tranh cãi trong Quốc hội Anh về tư cách thành viên của nước này sau khi rời khỏi Liên minh châu EU. Tuy nhiên, dự luật Brexit đã chính thức trở thành luật vào ngày hôm qua với sự thông qua của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercombe hôm nay cho biết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã phê chuẩn dự luật Brexit, trong đó bãi bỏ đạo luật cộng đồng châu năm 1972, từng giúp Anh gia nhập Liên minh châu EU. Với việc dự luật này được thông qua thành luật, sẽ không còn rào cản pháp lý nào trong quá trình nước Anh rút khỏi EU. Theo luật Brexit, Anh sẽ rời EU vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2019, đúng 2 năm sau khi kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, kết thúc thời gian đàm phán các điều khoản để nước này chấm dứt tư cách thành viên EU. Dự luật Brexit đã trải qua hơn 250 giờ tranh luận gay gắt tại Quốc hội Anh kể từ khi được đưa ra vào tháng 7 năm 2017. Việc dự luật này được các nhà lập pháp Anh thông qua hồi tuần trước là bằng chứng rõ ràng cho thấy London quyết tâm rời EU dù còn nhiều tranh cãi trong các cuộc đàm phán.
Liên quan đến chính sách không khoan nhượng của Mỹ đối với vấn đề nhập cư vốn gây nhiều tranh cãi và phẫn nộ trong dư luận, thì mới đây, 17 bang của nước này đã kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì chính sách họ cho là tàn nhẫn và bất hợp pháp khi mà chia cắt các gia đình nhập cư ở biên giới. Theo đó, các tổng trưởng lý thuộc đảng Dân Chủ từ các bang, trong đó có Washington, New York và California, đã chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ phản đối chính sách của chính quyền ông Trump khi không cho phép những người xin tị nạn nhập cảnh ở biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời cho rằng sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ ký hôm 20 tháng 6 vừa qua nhằm chấm dứt tình trạng gia đình bị chia cắt là không thực tế. Không chỉ vậy, chính quyền các bang này khẳng định việc chia tách cha mẹ và con ở biên giới là vi phạm quyền của họ, vốn được bảo vệ bởi hiến pháp của Mỹ, các lệ của Tòa án tối cao Mỹ và một thỏa thuận pháp lý vào năm 1997, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn cho việc đối xử với trẻ em bị giữ lại vì lý do nhập cư bất hợp pháp. Massachusetts, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico hay Virginia là những bang khác cũng đệ đơn kiện. Thưa quý vị và các bạn, nước Anh đang trải qua những ngày nóng nhất trong năm. Mặc dù chỉ mới bước vào đầu mùa hè nhưng mà nhiệt độ đo được tại nước Anh đã lên đến hơn 30 độ C. Trung tâm thời tiết của nước Anh đã đưa ra cảnh báo vàng đối với thời tiết những ngày gần đây và theo đó mức nhiệt và độ ẩm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Tuy nhiên, những người dân sinh sống ở London lại tỏ ra thích thú với đợt nắng nóng này. Nhiều người tranh thủ đã ra công viên phơi nắng và thư giãn, hưởng những ngày nắng ấm tại đây. Và theo cơ quan y tế công cộng của Anh, loại hình thời tiết này có thể sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày tới. Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sớm tiến hành một nghiên cứu chung về hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên qua biên giới. Đây được xem là một phần trong việc thực hiện tuyên bố chung bàn môn điếm tại hội nghị thượng đỉnh liên triều lịch sử tổ chức vào ngày 27 tháng 4 vừa qua nhằm thiết lập nền hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nghiên cứu chung này sẽ bắt đầu trước hết ở phần phía bắc của tuyến đường sắt nối thủ đô Seoul của Hàn Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên từ ngày 24 tháng 7, sau đó thực hiện tại tuyến đường sắt chạy dọc theo khu vực phía đông bán đảo Triều Tiên. Thỏa thuận này đạt được sau khi hai miền Triều Tiên tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên tại phía nam làng đình chiến bàn môn điếm về hợp tác đường sắt sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua. Hai miền Triều Tiên cũng dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ về hợp tác liên quan đến đường bộ vào ngày 28 tháng 6 tới tại tòa nhà Tongginggak tại bản môn điếm ở bên phía Triều Tiên. Ngoài ra, một cuộc gặp liên triều về hợp tác lâm nghiệp sẽ diễn ra vào ngày